Cố ý tránh xa sự nói dối. Suranegayamachappamadathama Veramani sikhapadang samadhyani. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikalapochana Veramani sikhapadang samadhyani. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nacchagita vadita visukadasana mala gantha vile panatharana mandana vipu sanathana veramani sikhapadang madhyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn, đờn xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm, rồi phấn đeo tràng hoa. Uccha sayana maha sayana veramani sikhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang atthang gassamana gattang buddhappang nyatang uposathang imang charat tình y mạnh cha đi qua sằng sầm ma đề qua a phi rắc khi tùm sa ma đi già ma. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani atasika badani ubo sakasi lawasena iman jagating iman jadi wasang sa tukang katoang abamade na samarak kitabang. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, có ráng quy y hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Amasante, dạ chúng con xin vâng. Sile na subhatin yanti, sile na phukasam padang, sile na niputin yanti tasmai, silang wiso tha yem. Các chúng sinh sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử có đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thú sa thú lành thay. Dạ, chúng con thi ân sư đã truyền trao tâm quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Tiếp đây con xin đọc sám hối Phật pháp tăng. Uttamang ghe na hoàng đề ha pa da pam sum wa ruttamang bút thê yo kha li to do so bút thô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thầm mạnh cha đuôi thằng hoa răng thầm mê vô khá lý tô đô sô thầm mô khả mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh cha đu vi thốt ta măng sang khe vô kha li tô đô sô sang khô khả mà tu tăng mà măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phật tăng và Thống tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mít đến ngài Chí Đức, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. Thế
rát minh mê bụt tát sê thô tà rì bụt tô chà đắc khí nê hoa mạng sê mô ca la nô pù rà thô vi đắc can tê yăng bạch khí mê mâm a nan đô phì nà sa hoa chà tùn bí sa Samanta lokapala chinda deva saprammakaya te sangha nupave na sabbe bhajau baddhava aneka antaraya pivina santu ase. Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu, quay mặt xá lợi Pháp, quay tráng kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng sao lương a nan chầu bốn phương a la hán, đế thích lẫn phạm thiên vô oai lực pháp màu. Phụ trì cả năm châu rủi ro và ta hại tất cả điều lo âu, xin được máu tiêu diệt. Sua thá la thô sức tổ vô rô nô hô vô thất sạc tà nê a rô vô sức tổ hôi sa sạp bế nha tí phi sa thá la thà. Sức vị tà vô rô nô hà phá sa sa nê a rô ga sức tổ hôi sa sạp bế nha tí phi tê a thá la thà. Sức vị tà vô rô nô hà vô thất sạc tà nê a rô ga sức vị tà hô thá sa sạp bế. Hệ nhà tị khuyên cầu xin cho các thiền tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tinh phải bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả yên. Sa thú sa thú lành thay, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, thể làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasattha chavumattha deva naga mahittika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu sasana. Akasattha chavumattha deva naga mahittika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no garu. Akasattha chavumattha deva naga Mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakham tu nyatayo. Akasattha chavumattha deva naga Mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakham tu panino. Akasattha chavumattha deva naga Mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada yang kin chi kusala kammang kattat dang kiri yang mamakaye na vacha manasa tidase sugatang katang ye satta sanyino atti ye cha satta asanyino katang punya phalang mai hằng sắp đề pha ghi pha quan tu tề dễ tăng ca tăng suy đi tăng đình năng phun nha pha lăng ma già về chát tháp thanh na cha nam ti đề hòa gan toa ni về đa dùm sắp đề lô cam hi về sắp ta chi ta ha ra hệ tu ca man un nhang phô cha năng sắp Bê la phạm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân bang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu,
xin cùng thiên chúng đến hầu mắt cai. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay thấp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đằng nô nha thi năng hô tu su phi ta hôn trù nha ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng, thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng quá ta nô buồn nhằn à sa quá kha già quá hàng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nằm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng nề buồn nhằn nít ba mát sa tất cha dồ hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con được đến không nơi không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy y Tam Bảo trong đời này và mãi mãi cho đến khi được giải thoát. Với phước báo nào mà chúng con đã trong sạch tạo ra trong thời kinh lễ bái Tam Bảo, sám hối và thọ trì tâm quy và bát quan trai giới của ngày hôm nay, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phần phước này đến quý sư, nhất là sư Đức Trí và quý cô tu nữ, và xin chia phước này đến quý Phật tử trong gương Phật giáo năm truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với quý vị Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Với những phước báo nào có được việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì quy giới, và nhất là trong những thời gian học pháp và hành pháp, con xin kính chia sẻ đến tất cả người dân Việt Nam, và nhất là những người chịu hậu quả Covid, xin cho các vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng thoát được đại dịch này, và cầu mong cho thế giới đều được bình an, thoát khỏi chiến tranh. Và phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo và thọ trì tam quy và bát quan trai giới và hồi hướng phước báo đã hoàn tất, chúng con thành kính tri ân sư Chư Đức đã thay mặt chư tăng tôn đức tăng truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con. Cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thanh tịnh cùng với con lễ bái Tam Bảo. Và xin mong tất cả được duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sinh tử luân hồi. Dạ, thời kinh Tam Bảo đã hoàn mãn. Còn kính dân đến sư Trí Đức để sư dạy kinh pháp cú. Dạ, kính chúc lớp học một ngày an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ Đức Tổ Quan Không, chào cô tu nữ như pháp, xin chào chị Việt Nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 126. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lo Puttamo Tapakaru Hichet Thakvo Lo Kasasatha Chanadam Maku Vido Vanda Mahantang Naraku Chanay Giác Cần. Như Lai Giác Hộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Căng, Tôi Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng, Chư Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tâm mô bất đi bồ vi ta sa sa thu nô lô ca nó mình khá sắp quý nhà khá rô cô sắp bành nhu bút pháp bất đi phù chí sanh nhá tô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo quy nhân vẹt như lai soi sáng vẹt màng u minh phá tan lầm đặc chúng sinh đầy Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp qua đảng cho công chúng nhân gian cúng dường.
sang khô quý số thô thuốc các tác sát xa quốc vô thích ca thuốc ca mù quốc các hồng bác thích các vô niên đà bác sẵn xà đi án hà đá rù quá rù hoành đà má hành tầng ná ra phù cha này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa tiểu pháp phàm nhân ai bị con xin lên lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra tình ác thế tê chê nát sách tha mê hê thú quá tha năng tác xa bí a nút qua quê nát xa hát xa dê nát sách chặt tú cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tăng dương ân đức tam bảo ra xong. Quý vị nhìn vào câu Phật ngôn 126. Chúng tôi xin đọc trước ha. Gấp pháp mê kê ốp bát chăn tí. Gấp pháp mê kê ốp bát chăn tí. Gấp pháp mê kê ốp bát chăn tí. Câu số 2. Ni ra dần bà bác cầm mi nô. Ni ra dần bà bác cầm mi nô. Ni ra dần bà bác cầm mi nô. Giờ ôn lại hai câu này. Gấp pháp mê kê ốp bát chăn tí. Ni dần bà bác cầm mi nô. Gấp pháp mê kê ốp chăn tí ni ra dần bà bác cầm mi nô. Gấp pháp mê kê ốp bát chăn tí ni ra dần bà bác cầm mi nô. Câu 3, câu 4. Sắc gần su ga ti nô dần tí. Sắc gần su ga ti nô dần tí. Sắc gần su ga ti nô dần tí. Parinibbana ti ana sa wa. Parinibbana ti ana sa wa. Parinibbana ti ana sa wa. Ôn lại câu 3, câu 4. Sắc gần su ga ti nô dần ti parinibbana ti ana sa wa. Sắc gần su ga ti nô dần ti parinibbana ti ana sa wa. Sắc gần su ga ti nô dần ti parinibbana bần tí á na sa hòa. Bây giờ ôn lại từ trên xuống dưới. Gấp pháp mê kề ốc bát chăn tí ni ra dần bà bát cầm mi nô. Sắc gần su ga tí nô dần tí pa ri nếp bần tí á na sa hòa. Gấp pháp mê kề ốc bát chăn tí ni ra dần bà bát cầm mi nô. Sắc gần su ga ti nô dần ti pa ri nếp bần ti a na sa wa. Đó là cách đọc thứ nhất. Bây giờ cách đọc thứ hai tương đối dễ hơn ha. Gấp xin lỗi quý vị. Xin lỗi quý vị, hôm nay ngày 29 cho nên Phật tử tới sớm để mà nấu nướng ở trong chùa để lo cho cái ngày lễ hôm nay, cho nên quý vị thông cảm ha. Rồi giờ tiếp tục.
Gappa me ke uppacchanti nirayang ba bakkam mino sắc rằng su ra ti nô dành ti pa ri nếp bành ti a na sa hòa. Đây là cách đọc thứ hai ha. Gặp pha mê kê ốp bách chẳng ti ni ra dằn bà bác cầm mi nô sắc rằng su ra ti nô dành ti pa ri nếp bành ti a na sa hòa. Như vậy thì trong trường âm và đoán âm ha, trong cái giọng đọc thì chúng ta có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất là chúng ta đọc nguyên bài ha. Gặp pháp mê kề ốp bách chẳng tí nê ra dần bà bác cầm mê nô sắc gần su gá tí nô dần tí bà rí nê bành tí á nà sâu hòa. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai, gặp pháp mê kề ốp bách chẳng tí nê ra dần bà bác cầm mê nô sắc gần sugatino yan ti parinip ban ti ana sawa. Đó là cách đọc thứ hai. Rồi bây giờ trong cái giọng kệ thì chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu ha, để cái giọng của chúng ta nó nương nhau ha. Gom pha mê kê ban ti ni ra yang ba cam mi nô sắc gần su ra ti nô yên ti pa ri ni pan ti a na sa wa. Gom pha mê kê ba chan ti ni ra yang ba cam mi nô sắc gần su ra ti no yan ti pa re ni pan ti a na sa wa. Thêm lần nữa ha. Gặp pha mê ke ba chan ti ni ra yang ba cam mi no sắc gần su ra ti no yan ti pa re ni pan ti a na sa wa. Một số kinh bậc hai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Rồi xin mời Thích Meta, Thích Kim Nhung ạ. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Dạ cảm ơn cô Kim, dạ cảm ơn cô Như Quang, cô Đờ Men, cô Quang Thanh. Dạ cảm ơn sư Quán Không cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc câu pháp cú 126 ạ. Gặp pha mê kê úp bách chanh tí ni ra dặn bà bác cầm mi nô sắc gần su ga tí nô dành tí ba ri nít bành tí a na sa hòa. Dạ con xin phân tích. Gặp trường âm nhấn phá, đoạn âm mê kê hai trường âm thông thường, úp bách chanh là ba trường âm nhấn tí đoạn âm, ní rá đoạn hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm ba trường âm thông thường, bá đoạn âm câm trường âm nhấn mí đoạn âm nô trường âm thông thường, gấp pha mê kê úp bách chanh tí ni ra văn ba ba cầm mi nô. Con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Sắc trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xú gá tí, ba đoạn nô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn tí đoạn âm, bá rí hai đoạn âm, níp ban hai trường âm nhấn tí á hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường, sắc
gần sugati no dành tí parinibbana tí anasawa. Dạ, con đọc lại toàn bài. Gặp pha mê kê up bát chan tí ni ra dặn bà bác cầm mi nô sắc gặn su gá tí nô dành tí bà ri nếp bàn tí á nà sá hoa. Gặp pha mê kê up bát chan tí ni ra dặn bà bác cầm mi nô sắc gặn su gá tí nô dành tí bà ri nếp bàn tí a na sa hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gặp pha mê kê ập bạch chánh tí ni ra văn ba bà cắm mi nô sạc gặn su ga tì nô danh tì bà ri nếp ban tì a tì a na sa hoa. Dạ, con đã đọc xong, kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính mời cô Kim tiếp tục. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Quán Không, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Wow. Mà quá trời nhiều luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bữa nay 6 người cho tín hiệu rõ. Chắc bữa nay hên lắm đó. Thì sư bữa nay ngày 29, ở chùa sư có chúng có như hồi thiền không? Có buổi lễ gì? Con nghe sư nói mùng 1, 15, 29, 30. Con cho con Anumodana. Những mấy người mà cũng mấy người đi lễ chỗ đó, đi nấu nướng cũng làm công quả ở đó. Con chưa bao giờ làm hết. Con Anumodana. Mô Phật. Thôi con trả bài cái đã. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú 126. Gặp pha mê kê út bách chăn tí nè ra dằn bà bác khẩm mi nô sắc gần su gá tí nô dằn tí phá đi nít bằng tí á nà sá hoà. Gặp pha mê kê út bách chăn tí nè ra dằn bà bác khẩm mi nô sắc gần su gá tí nô dằn tí phá đi nít bằng tí á nà sá hoà. Phân tích câu 1 và câu 2. Gặp trường âm nhắn phá đoạn âm mê kê hai trường âm thông thường, úp bách chanh ba trường âm nhắn tí đoạn âm. Câu số 2, ní rá hai đoạn âm dâm trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, khâm trường âm nhắn ní đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Gặp ba mê kê út bách chân tí ná dần bà bác khẩm ni nô sắc gần su gá tí nô dành tí phá ri nếp bành tí á nà sá hoa. Hình như con đọc câu số 2 hơi nhanh thông đỏ để con đọc lại. Gặp ba mê kê út bách chân tí ní ra dần bà bác khẩm ni nô sắc gần sugatino dành ti bari nip bành ti anna sa hoa. Phân tích câu số 3, sắc trường âm nhắn gần trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su bá tí ba đoạn âm, nô trường âm thông thường, danh trường âm nhắn tí đoạn âm. Câu cúng cùi hai câu cuối cùng, bá ví hai đoạn âm, nip bành hai trường âm nhắn, tí á hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường. Muốn chọc cho sư kêu lên để xử tội cô Kim, nói na xá quá ba trường âm thông thường. Không có nè, còn không có nói gì hết trơn nha sư.
Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Sắc gần Sugatino dành ti bay nít bằng ti an nà sa hoà. Gặp phát mê, gặp phát mê kề úp bách chành ti na ra dần bà bác hầm ni nô sắc gần Sugatino dành ti bay nít bằng ti an nà sa hoà. Gặp phát mê kề úp bách chành ti ni ra dần bà bác hầm ni nô sắc gần Sugatino dành ti bay nít bằng Tiana sao hòa. Bây giờ vô ca kệ kệ có 8 câu mà đâu có đâu. Gặp pha mê kệ úp phát chân ti mì ra danh ba ba cam mi nô sạc găng su ga ti nô danh tê pha ri nếp bắn Tiana sao hòa. Gặp pha mê kệ úp phát chân ti mì ra danh ba ba cam mi nô sắc gần su ga ti no dân tê ta đi nếp bắn ti an na sao hòa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 126. Ôi ơi, không thấy sư cho bông hoa vậy trơn, một là chích cắt, hai là sư mất đi nói chuyện với mấy người ở trong chùa rồi. Nhưng mà con xin thưa các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử, thấy tôi đọc có sai gì không cho biết nghe. Để chỉnh sửa nghe. Ôi ôi, vỗ tay vỗ chân nè, Hồng Thị Kim cũng khỏe rồi đó, vỗ tay dữ ha. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Hình như cô Hồng Thị Kim cũng kế tiếp không? Nếu sai thì xin lỗi nghe, sám hối. Xin mời người kế tiếp nghe. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Sư Tri Đức, con kính lễ Sư Quán Không, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài. Dạ, cảm ơn chị Như Quang, cảm ơn chị Meta, dạ, cảm ơn chị Kim, cảm ơn Roman cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 126. Gáp pha mê kê úp bách chàn ti ni ra dằng bà bác cầm mi nô sắc gần su gá ti nô dằn ti ba ri ni bàn ti a na sa hoa. Con xin phân tích ạ. Gáp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, mê kê là hai trường âm thông thường, úp bách chan là ba trường âm nhấn, tí, ní, rá là ba đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pa là trường âm thông thường, pá là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Gấp pha mê kê úp bách chàn ti ni ra dằng pa ba cầm mi nô sắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú gá tí là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tí bá rí là ba đoạn âm, níp ban là hai trường âm nhấn, tí á là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Sắc gần su ga ti no yan ti pa ri nip ban ti a na sa wa. Gấp pha mê kê úp bách chan ti ni ra yang pa bác cầm mi nô sắc gần su ga ti nô dàn ti pa ri ni bàn ti a na sa hoa. Con kệ gặp pha mê kê ụp bàn chan ti ni ra dàn pa bác cầm mi nô sắc gần su ga ti nô dàn ti
Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, kính lễ kính cô tu nữ, kính chào kính học viên trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài câu pháp cú số 126. Cảm ơn chị Như Quang, chị Kim cho biết âm thanh rõ. Dạ, xin đọc câu pháp cú số 126. Gấp pha mê kê ức bắt chàn tí nghĩa ra dặn pa pa cầm mi nô sắc gần su gà tí nô dàn tí pa ri nít bàn tí a nà sa hoa gặp pha mê kê ức bắt chàn tí nghĩa ra dặn pa pa cầm mi nô sắc gần su gà tí nô dàn tí pa ri nít bàn tí a nà sa hoa. Thì con xin phân tích câu 1 và câu 2. Gấp là trường âm nhấn, phá đoạn âm, mê kê hai trường âm thông thường, úp bắt chan ba trường âm nhấn, tí đoạn âm, ní rá hai đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pa trường âm thông thường, pá đoạn âm, cam trường âm nhấn, mí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Gấp pha mê kê úp bắt chan tí nghĩa ra dăng pa pa cam mi nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú, gá, tí là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, pá, rí hai đoạn âm, nít, ban hai trường âm nhấn, tí á hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường. Sắc gần sugatino yanti parinip banti ana sawa gặp pha mê kê úp bắt chan tí mi ra yang pa pa cam mi no sắc gần sugatino yanti parinip bạn ti anna sawa gặp pha mê kê upat chan ti mi ra yang pa pa cam mi no sắc gần sugatino yanti parinip bạn ti anna sawa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc kệ. Gặp pha mê kê úp bát chan tì nghĩa ra yang pa pa camino sắc gắn su ba tì nô yan tì pa ri nip ban tì a na sa wa gặp pha mê kê úp bát chan tì nghĩa ra yang pa pa camino sakang suga tino yanti parinibban tiana sawa. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ, xin kính mời Tiết Lám Mùa Xuân. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Kinh Pháp Cú số 126. Gắp pha mê kê úp bách chàn tí ni ra dần bà bác cầm mi nô sắc gần su gà tí nô dành tí bà ri nếp bành tí a nà sa hoà. Gắp pha mê kê úp bách chàn tí ni ra dần bà bác cầm mi nô gắp là trường âm nhấn, phá, đoạn âm, mê kê, hai trường âm thông thường, úp, trường âm, úp, bách là hai trường âm nhấn,
chan là trường âm nhấn, tí ní hai đoạn âm, rá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, cầm trường âm nhấn, mí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Gấp phá mê kê úp bách chanh tí ní ra dần bà bá cầm mi nô. Sát gần su gá tí nô dành tí bá ri nếp bành tí á nà sá hòa. Sát là trường âm nhấn, gần trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su gá tí ba đoạn âm, nô trường âm thông thường, dành trường âm nhấn, tí bá ri là ba đoạn âm, nếp trường âm nhấn, bành trường âm nhấn, tí á đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường. Sắc gần sugati no dành tí bá ri nếp bành tí á na xá hòa. Đọc lại câu 126. Gấp phá mê kê úp chàn tí ni ra dần bà bác cầm mi nô sát gần su gá tí nô dành tí bá ri nếp bành tí á nà sá hòa. Gấp phá mê kê úp bách chàn tí ni ra dần bà bác cầm mi nô sát gần su gá tí nô dành tí bá ri nếp bành tí á nà sá hòa. Gấp phá mê kê úp bách chàn tí ni ra dần bà bá cầm mi nô sát gần su gá tí nô dần tí bá ri nếp bành tí á nà sá hòa. Một số sinh vào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ vâng, con kính đảnh lễ Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Tọa Quán Không, Thích Xuân Tịnh và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và con kính chào toàn thể đại tràng. Con đọc bài câu pháp cú 127. Cảm ơn cô Như Quang đã bắt bài ở 126. Con xin giải thích. Gáp pha mê tê u bách chán tí ni ra rằng bà ba cầm mi nô sắc gần su gà tí tí nô ràn tí ba ri ni bàn tí ana sa hòa. Gappa me ke ubaiccha ti ni ra rang ba ba kam mi no sak gang su ga ti no ran ti ba ri ni ban ti ana sa hòa. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Gap là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, mê là hai trường âm thông thường, úp là trường úp là úp bách là hai trường âm nhấn, chạ úp bách chan là ba trường âm nhấn, lý là đoạn âm, lý giá là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, tâm là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Gáp pha mê kê u bách chàn ti ni ra ti ra rằng bà ba cầm mi nô. Câu 3 và câu 4. Sắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú gá tí là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường, gan là trường âm nhấn, tí bá lý
là ba đoạn âm, nít là trường âm nhấn, ban là trường âm nít, ban là hai trường âm nhấn, tí á là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm qua là trường âm thông thường. Sắc găng su ga ti mô ran ti ba ri ni ban ti a na sa qua. Rồi cô xin đọc lại toàn bài. Gáp pha mê kê u bách chan ti ni ra ru ba ba cầm mi nô. Sắc găng su ga ti nô ran ti ba ri ni ban ti a na sa qua. Một số sinh bào thai, kế ác sinh địa ngục, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Gặp và mê kê ủ bánh chân tí ni ra răng ba bà căm mi nô. Sắc găng su ga ti nô ran ti ba re ni ba ti a sa qua. Gặp ba mê kê u bách chan ti ni ra răng ba ba căm mi nô. Sắc găng su ga ti nô ran ti ba re ni ba đà na sa qua. Dạ con đã đọc sai, con đã đọc xong, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo sửa cho con. Dạ con xin số con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ alo, mọi người nghe rõ không ạ? Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con sẽ kính chào sư Chí Đức, con kính chào sư Quán Không, con kính chào sư phụ, con kính chào quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tăng tràng ạ. Và giờ con xin đọc câu Pháp Cú 126. Gặp ba mê kê ốp bát chân tí ni ra yang ba bát cam mi nô. Sắc găng su gà tí nô yang tí pa ri ni pan tí a na sa va. Con xin đọc lại. Gặp ba mê kê ốp bát chân tí ni ra yang ba bát cam mi nô. Sắc găng su gà tí nô yàn tí ni rạp ni pàn tí a na sa va. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Gặp là trường âm nhấn, pa là đoạn âm, mê kê là hai trường âm thông thường, ấp pa chan là ba trường âm nhấn, tí ni rạp là ba đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, pa là trường âm thông thường, pa là đoạn âm, kao là trường âm nhấn, mi là đoạn âm, no là trường âm thông thường, sa là trường âm nhấn, dăng là trường âm theo dạng nguyên âm, suga ti là ba đoạn âm, no là trường âm thông thường, dăng ti dần là trường âm nhấn, tiết là đoạn âm. Pari là hai đoạn âm, nip bằng là hai trường âm nhấn, tiết là tí an là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, sa là đoạn âm và là trường âm thông thường. À, con xin đọc lại nguyên bài. Gặp pha mê kê ốp bát chân đi ni ra yang pa bát cam mi nô.
sagang sugati no yang di parinipan di ana sapa gapame ke opacandi nira yang pa pakamino sagang sugati no yang di parinipan di ana sapa. Dạ con một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc câu kệ. Gặp ba mê kê ốp ba chăn đi đi ra giam bạc ba ca minô sakang suga tinoryandi parinipan di anasava gapamege opacandi nirayang papakamino sakam suga tinoryandi parinipan di anasava. Dạ con không biết có chỗ nào có đọc sai hay là có sai chỗ nào, nhờ quý sư và đạo tràng, quý bà cô tu nữ sửa lại cho con. Dạ con. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Quán Không, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc và phân tích câu 126 ạ. Dạ, con cảm ơn Như Quang Cận, Diệt Phong cho biết tín hiệu ạ. Gặp pha mê kê u bách chẳng ti yin gia dặn bà bác cẳng mi nô sắc gặng su sắc gặng su ga tin no yan ti pari nip ti yan ti pari nip ban ti anna sa wa gặp pha mê kê u bách chan ti na ti ni ya yam pa pa cam mi no sắc gặng su ga tin no yan ti pari nip ban tin a sa ti anna sa wa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ cho con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Gặp pha mê kê u bách chan tin đi dạ dằng bà bác cầm mi nộ. Là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, kê là trường âm thông thường, úp là trường âm nhấn, bách là trường âm nhấn, chan là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ní là đoạn âm, rá là đoạn âm, yang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Gặp pa mê kê u bách chàn ti ti ni ya yang pa ca ma pa cầm mi nô. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắc gần su ga ti nô yan ti pa ri ni ti pa ri ni bàn ti an ti a sa ti a sa sa wa. Dạ con đọc chữ trong điện thoại nó hơi nhỏ chứ, con đọc lại. Sắc gần su ga ti no yan ti pa ri nip ba ti pa ri nip bàn ti a na ti an na sa wa. Sắc là trường âm nhấn, gam là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số là đoạn âm, giá đoạn âm, tí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường,
Gian là trường âm, gian là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, pá là đoạn âm, rí là đoạn âm, níp là trường âm nhấn, ban là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Con xin được đọc lại bài ạ. Gấp ba mê kê u ba chàn ti ni, ti ni gia dặn bà ba cầm mi nộ. Sắc gầm su gà ti nộ dặn ti ba ri nip bàn, ti an na sa quà. Gặp gặp pha mê kê u bạch chăn ti ni ya yam pa pa cam mi no sắc gặng su ga o yan ti pa ri nip ban ti sa qua. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, có gì sai trên ngài và toàn thể đạo tràng chính con ạ. Con xin được xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 126 ngày hôm nay ạ. Gấp pha mê kê úp bát chàn tí ni ra dặn bà bá cầm mi nô. Sắc gần su gá tí nô dặn tí bá ri nếp bàn tí an na sa hoa. Gấp pha mê kê úp bát chàn tí ni ra dặn bà bá cầm mi nô sắc. Gang sugati no yanti bari nippanti anna sawa. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Gấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, mê, kê là hai trường âm thông thường, úp, bát, chan là ba trường âm nhấn, tí, ní, rá là ba đoạn âm, dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Gấp pha mê kê úp bát chàn tí ni ra dần bà bá cầm mi nô. Và câu số 3 và câu số 4. Sắc gần su gá tí nô dần tí bá ri nếp bàn tí an na sa hoa. Sắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú, gá, tí là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tí, bá, rí là ba đoạn âm, nếp, ban là hai trường âm, tí, á là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Sắc gần sugati no yan ti bari nip ban ti anna sa wa. Dạ, con xin đọc lại ạ. Kap pha me ke up pat chan ti ni ra yan ba pa kam mi no. Sắc gần sugati no yan ti bari nip ban ti anna sa wa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gấp pha mê kê u bạch chàn tì ni ra dân ba ba cầm mi nô. Sắc găng su gá tì nô dân tì ba ri ni pan tì an na sa hoa. Gấp pha mê kê u bát chàn tì ni ra dân pa ba cam mi nô.
sắc găng su gá tì nô dàn tì bà rì ni văn tì na sa hoa. Dạ, con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Dạ, con xin kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Tòa Quán Không. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Kính chào đạo tràng ạ. À, con xin đọc câu Pháp Cú số 126 ạ. À. Gắp phá mê kê ấp bác chàn tí ni ra dằn bà bác cầm mi nô. Sắc gần su gát tí nô dàn tí bà ri nít bàn tí an nà sa và. Gắp phá mê kê ấp bác chàn tí ni ri dằn bà bác cầm mi nô. Gắp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm. Mê kê là hai trường âm thông thường. Ức là trường âm ức, bát chan là ba trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Ní, rá là hai đoạn âm. Dân là âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba là trường âm thông thường. Bá là đoạn âm. Cam là trường âm nhấn. Mí là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường. Sắc gần số gác tí nô dàn tí bà rì nếp bàn tí an nà sa và. Sắc là trường âm nhấn, găng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú gá tí là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường, dàn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, bá rí là hai đoạn âm, nếp là trường âm nhấn, ban là trường âm nhấn, tí á là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, va là trường âm thông thường. Gáp phá mề kề ốc báp chàn tí ni ra dàn bà báp càm mi nô. Sát gần su gáp tí nô dàn tí bá ri nít bàn tí á nà xá và. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Gà phà mê kê hê ơ bà chàn tì nì ra dân bà bà ca mi nô. Sa găng su gà tì nô dàn tì bà ri nì bàn. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Cảm ơn đạo tràng đã cho biết tín hiệu và cô Như Văn Cần đã post bài. Con xin mời xuống mic, xin mời vị tiếp theo. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha. Sa thú, không ngờ người mới lại giỏi hơn người cũ. Đây là một điều đặc biệt ha. Sư Pháp Nguồn Lào Cai hôm nay bị phân tâm nha. Đọc chặt ha. Và cái chữ trật đó là huynh Giang Nhật Hà đã chỉnh sửa. Khi Pháp Nguồn có thấy rõ không? Rồi, hôm nay huynh Phong, huynh Phong người mới nè,
nhưng mà có được một cái dòng đọc, một cái sự phân tích rất là chính xác. Và dòng kệ cũng hay đó chứ. Huynh Phong hôm nay rất là tiến bộ. Câu Phật ngôn này cũng tương đối khó chứ không phải dễ, nhưng mà phân tích rõ ràng, chính xác và dòng kệ cũng rất hay. Trong cái câu Phật ngôn này, quý vị coi như nhiều khi thấy dễ quá, rồi cái đọc cái trường âm nhiều khi nó hơi nhanh chút. Ví dụ như cái câu đầu tiên á, thì quý vị đọc hơi chậm rõ ràng thì nó chính xác. Câu đầu tiên quý vị thấy rằng nó là trường âm hơi nhiều ha. Câu đầu tiên á, gấp pháp mê kê úp bách sanh tí, nhưng mà quý vị cứ đọc úp bách sanh tí đó. Vậy thì nếu mà đọc nhanh chữ úp chữ bách thì như vậy chúng ta nghe nó giống như là những đoạn âm. Và một câu như thế này thì quý vị thấy có hai đoạn âm mà thôi. Hai đoạn âm đó tức là chữ phá và chữ tí. Chữ phá và chữ tí là hai đoạn âm. Còn lại sáu trường âm. Vậy thì sáu trường âm đó chúng ta phải phân bổ như thế nào? Cái giọng đọc của chúng ta kéo dài ra. Gốc pháp mê kê úp bắt chanh tít. Chúng ta thấy quý vị đọc hơi nhanh ha. Đọc để cho chúng ta phân biệt được đó là trường âm thì phải kéo dài ra một tí ha. Nói chung thì quý vị cũng rất là thành công, nhất là vấn đề phân tích trường âm và đoạn âm. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Quý vị tiến bộ, quý vị đã đứng trên đôi chân của chính mình. Chúng tôi chỉ là một gạch nối, một viên gạch để cho quý vị bước lên và đi sâu vào giáo pháp. Mà cái giọng Bali là một cái giọng rất là quan trọng trong Phật giáo. Vậy thì bây giờ chúng tôi ôn lại ha, rồi đi vào tư vấn ha, bởi vì không còn ai đưa tay nữa. Gấp pháp mê kề úp bách chành tí ni ra dần bà bác cầm mi nô sắc gần su gá tí nô dành tí pa ri nếp bành tí an nà sát hòa. Quý vị nghe cái giọng đọc chậm rõ ha. Đó là cái đọc thứ nhất, cái đọc thứ hai ha. Gấp pháp mê kề úp bát chành tí ni ra dằng bà bát cầm mi nô sắc gần su gá tí nô dành tí pa ri nếp bành tí an nà sát hòa. Trong giọng kệ thì quý vị cũng đã nghe có nhiều giọng kệ, nhưng mà ở đây chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu. Gặp tha mê kê ba chan tí la yang ba cam mi nô sắc răng su ra tí nô yan tí ba rê ni phan tí anna sa hoa. Như vậy dòng kinh và dòng kệ ha, quý vị đã nghe. Bây giờ chúng ta đi vào tự vận ha, để hiểu rõ chúng ta đọc cái gì và cái chữ đó có ý nghĩa ra sao. Câu đầu tiên, gốc pháp mê kê úp bát chanh tí. Gốc pháp mê kê úp bát chanh tí. Câu đầu tiên có hai từ ha, gốc pháp mê kê. Nhưng mà chữ gốc pháp mê kê này do chữ gốc phân cộng với ê kê. Chữ gấp phân do từ gấp khác. Gấp khác nó là một danh từ nam tính ác lành ta phùng đình gà. Và gấp khác này được chia ra đối các số ít đối trị giả quyền phát tí ê cao quá trình á. Cho nên gấp khác biến thành gấp phân. Gấp phân là bào thai.
Gấp phân là bào thai. Rồi chữ e kê do cái từ e cá. E cá ám chỉ về số. Nhưng mà e cá được kêu theo chú các số nhiều. Bạch tham má, bảo hữu quá chân áo vừa phát tí. Cho nên e cá biến thành e kê. E kê là một số. Một số một số cái gì? Một số bào thai. Gấp phân mê kê. Một số bào thai. Rồi sao nữa? Úp bách chân tí. Úp bách chân tí. Đây là một động từ số nhiều. Có nghĩa là sanh khởi, đi đến, sanh lên. Úp bách chân tí. Vậy thì gấp pháp mê kê úp bách chân tí. Một số sanh vào bào thai. Một số sanh vào bào thai. Tức là sanh lên trong bào thai. Gấp pháp mê kê úp bách chân tí. Câu số 2. Ni ra dần bà bắt cầm mi nồ. Ni ra dần bà bắt cầm mi nồ. Câu số 2. Câu số 2 cũng có hai từ. Ni ra dần là một, bà bắt cầm mi nồ là hai. Chữ ni ra dần do cái từ ni ra giá. Ni ra giá là một danh từ nam tính. Á kren ta phung linh ga. Và niraya được chia theo đối các số ít đối trị giao quyền pháp thí ai câu quá trình á. Cho nên niraya biến thành nirayan. Nirayan là địa ngục. Nirayan là địa ngục hay là khổ cảnh. Địa ngục hay là khổ cảnh. Rồi ba mắt cầm mi nô. Ba bắt cầm mi nô. Ở đây chúng ta thấy chữ ba ba. Nó là một danh từ trung tính. Akran tanapum sakalinga. Ba ba là việc xấu, việc ác. Ba ba là việc xấu, việc ác. Rồi chữ tâm mi nô. Từ tâm má. Tâm má nó cũng là một danh từ trung tính. Akran tanapum sakalinga. Tâm má có nghĩa là hành động. Và tâm mi nô nó đứng làm chủ từ số nhiều. Bà tham ma bà hu quá tên áo vị phát tí. Bà bác tâm mi nô là những kẻ ác. Bà bác tâm mi nô là những kẻ ác. Bởi vì tâm má là hành động. Vậy thì nếu đã dân ba bất cầm mi nô. Những kẻ có nghiệp ác sinh vào địa ngục. Những kẻ có nghiệp ác sinh vào địa ngục. Và câu số 3. Sắc gần Sugatino dành tí. Sắc gần Sugatino dành tí. Câu thứ 3 có 3 từ. Sắc gần là 1, Sugatino là 2, dành tí là 3. Chữ sắc gần do cái từ sắc giá. Sắc giá nó là một danh từ nam tính. Á có lần ta phùng linh giá. Và sắc giá được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quyền phát quý ẻ câu quyết định á. Cho nên sắc giá biến thành sắc gân. Sắc gân là cõi trời hay là nhàn cảnh. Sắc gân là cõi trời hay là nhàn cảnh. Rồi, chữ Sugatino. Sugatino, chúng ta thấy tiếp tục ngữ su ở phía trước, có nghĩa là tốt. Tốt. Sugati
đi chung với nhau, nó là một danh từ trung tính. Ý cho thành ta nó buồn sắc cái linh ra Sukati có nghĩa là hạnh lành hay là nhàn chánh. Và chúng ta thấy cái từ ngữ xú ở phía trước chứ nghĩa là tốt là lành nha. Giá tí do căn ngữ gầm, căn ngữ gầm do động từ gắt chặt tí, là ở đây nói lên cái cảnh giới, cái cảnh giới tốt đẹp, cảnh giới tốt đẹp. Sukatino nó được chia tài chủ rất là nhiều, là những người có hạnh lành. Sukatino những người có hạnh lành. Sukatino những người có hạnh lành. Rồi danh tí đây là một động từ xu nhiều, có nghĩa là đi đến. Động từ này có nghĩa là đi đến. Thì sắc gần Sukatino danh tí những người có hạnh lành đi đến cõi trời. Những người có hạnh lành đi đến cõi trời hay đi đến nhà chánh. Và câu cuối cùng Parinibbanti anasawa Parinibbanti, chúng ta thấy cái từ ngữ pari rồi thêm một tiếp từ ngữ nữa là ni, căn ngữ là hòa, hòa có nghĩa là thổi nha. Ở đây pari cộng với ni cộng với căn ngữ hòa, cái động từ này số nhiều, động từ số này số nhiều. Paris có nghĩa là hoàn toàn, có nghĩa là xung quanh. Cái từ ngữ có nghĩa là lìa, rời khỏi. Cái ngữ qua có nghĩa là thổi. Vậy thì Paris Niết Bàn tí chứng đạt Niết Bàn hay là viên tịch Niết Bàn? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng có chữ Parinibbana, Parinibbana tức là viên tịch hay là vô dư Niết Bàn. Đây chứng đạt Niết Bàn. Rồi chứng đạt Niết Bàn, cái gì mà chứng đạt Niết Bàn? Tức là cái từ Anasa này. Anasawa, chúng ta thấy tiếp từ ngữ anh là phía trước, rồi asawa tiếp từ ngữ anh có nghĩa là không. Asawa do cái từ asawa, nó là một danh từ nam tính, akrantapumlinga, và chữ asawa này được chia từ chủ cách số nhiều và tham ám và hữu ở trên áo quỳ phát tí, cho nên asawa biến thành asawa. Anasawa có nghĩa là không còn lậu hoặc, không còn lậu hoặc, các bậc không còn lậu hoặc. Bởi vì asawa có nghĩa là ô nhiễm, lậu hoặc, phiền não. Đây là có chữ anh ở phía trước có nghĩa là không. Thì parinibbanti tức là chứng đạt Niết Bàn, nghĩa là không còn lậu hoặc, mới chứng đạt Niết Bàn. Thì đây câu cuối cùng Parinibbanti anasawa, các bậc không còn lậu hoặc viên tịch Niết Bàn, các bậc không còn lậu hoặc viên tịch Niết Bàn.
Vậy thì câu Phật ngôn 126, một số sanh vào bào thai, những kẻ có nghiệp ác sanh vào địa ngục, những người có hạnh lành đi đến quả trời, các bậc không còn lậu hoặc, viên tịch niết bàn. Xin lập lại ha. Một số sanh vào bào thai, những kẻ có nghiệp ác sanh vào địa ngục, những người có hành lành đi đến quả trời, các bậc không còn lậu hoặc thì viên tịch niết bàn. Ngài Hòa Thượng giới đức của Thơ Lục Bát thế này: nhiều kẻ sanh thú thai bào, bốn đường đau khổ đốn chào ác nhân, người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tĩnh cư. Nhiều kẻ sanh thú thai bào, bốn đường đau khổ đốn chào ác nhân, người lành thiên giới du nhàn, còn người vô nhiễm niết bàn tĩnh cư. Ngài Hòa Thượng Minh Châu: một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên quả trời vô lậu. Now battery, please charge. Giúp mình á. Đấy, nghe rõ ha. Đâu đâu ngủ rồi chứ. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu: một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời vô lậu chứng niết bàn. Rồi, bây giờ chúng ta nghe duyên sinh ha. Câu Phật ngôn này sao kỳ quá ha. Rồi, đóng trở lại. Hôm nay chùa có việc, một ngày ở chùa của Phật tử Sài Gòn xuống, quý vị thông cảm ha. Cho nên tới sớm nấu nướng phụ công việc. Rồi, thôi bây giờ nghe duyên sự. Câu Phật ngôn 126, quý vị còn nghe rõ không? Mến chào Christina đi học trẻ. Câu Phật ngôn 126 nói lên một vị trưởng lão tên là Thích Sa cùng với một cái người phổ đô cho vị trưởng lão Thích Sa này làm nghề coi như mài dũa ngọc trai. Tức là khi Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên thì Ngài đề cập đến vị trưởng lão Thích Sa này. Trưởng lão Thích Sa thường xuyên đến thọ thực suốt 12 năm trong một gia đình của một người thợ làm ngọc. Trong gia đình này có hai vợ chồng đều chăm lo phụng sự cho Ngài Thích Sa giống như cha mẹ ruột của Ngài vậy. Nhưng một hôm, cái người thợ ngọc này đang ngồi sắc thịt trước mặt và trưởng lão Thích Sa, thì bỗng nhiên có sứ giả của Đức Vua Vasenadi phải đến trao cho anh ta một viên bảo châu và nói rằng: hãy trao dồi và soi cái lỗ hồ ngọc này rồi đem lên dâng cho Đức Vua. Thì thợ ngọc tay đang dính máu cầm lấy viên ngọc đặt tạm trên một cái nắp hộp, rồi vô trong nhà rửa tay. Ở trong nhà anh thợ ngọc này có nuôi một con ngỗng. Con ngỗng này trông thấy viên ngọc dính máu, tưởng đó là một cục thịt, cho nên nó mổ nuốt vào bụng trước mặt của trưởng lão Thích Sa. Anh thợ ngọc trở ra không thấy viên ngọc mani ở đâu hết, mới đi hỏi khắp trong nhà, từ người vợ cho đến con trai con gái, có ai lấy viên ngọc không? Tất cả đều trả lời: chúng tôi không có lấy. Nghe như vậy thì anh thợ làm này mới nghĩ, chắc là cái ông sư này lấy viên ngọc có cái tâm tham lam, thấy viên ngọc đẹp muốn lấy làm của riêng. Cho nên cái người chồng này mới nói với vợ: ở đây không có ai hết, ngoài bà với con ra thì đâu còn ai, chỉ có cái ông sư này chứ không có ai khác.
Nhưng mà người vợ khuyên: anh ơi, đừng có nói như vậy. Từ mấy hôm nay chúng ta chưa hề thấy cái vị trưởng lão này phạm một cái lỗi gì. Không lẽ vị trưởng lão này lại lấy cắp viên ngọc này hay sao? Nhưng mà anh thợ nghi ngờ mới đến hỏi ngài. Ngài Kisa: bạch ngài, viên ngọc con để trong cái chỗ này, ngài lấy cất phải không? Này ông Trần Nam, ta không có lấy cất đâu. Vậy thì bạch ngài, ở đây không có ai khác ngoài ngài ra thì ai lấy? Xin ngài hãy trao lại viên ngọc cho con. Khi anh thầy làm ngọc này, lại bảo với vợ là nữa rằng: cái ông này ăn cắp viên ngọc của mình để tra khảo thì mới lấy được. Người vợ mới cản: anh ơi, anh đừng có báo hại cho chúng ta, hay là chúng ta chịu làm nô lệ còn hơn. Đừng có nói những lời như thế đối với ngài Kisa. Nhưng mà anh Thần Ngọc nói: dầu tất cả chúng ta đi làm nô lệ cũng không đủ đền tiền của viên ngọc money này đâu. Và thế là anh ta lấy dây luộc quấn vào đầu của Trường Đạo Thích Xa, rồi lấy cây gõ mạnh vào. Từ đầu của Trường Đạo Thích Xa máu chảy ra như suối, hai con mắt của Trường Lão nó gần lòi ra bên ngoài. Bây giờ nó đã chết. Cho nên ta mới nói rõ, con ngỗng này nó đã nút viên ngọc mani. Nếu mà nó chưa chết thì ta chỉ chết, chứ ta không bao giờ nói cho ông biết chuyện này đâu. Người thầy ngọc mổ bụng con ngỗng ra, thấy được cái viên ngọc ở bên trong. Ồ, tay chân ta run lên, tâm thần hoảng hốt, gật gật quỳ một dưới chân trưởng lão Thích Xa và xin sám hối: bạch ngài, xin ngài xá tội lỗi cho con, vì con mù quáng mà lỡ xúc phạm đến ngài. Này ông Thầy Nam, con không có tội gì, mà ta cũng không có tội gì. Đây chẳng qua là nghiệp quả trong cái vòng luân hồi, ta tha thứ cho ông rồi đó. Bạch ngài, nếu ngài tha thứ tội cho con thì con xin thỉnh ngài vẫn đến đây ở nhà con để mà thọ bát. Này ông Tiền Nam, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ đi vào trong cái nhà của những người khác, vì sự xâm nhập vào nhà của người khác mới có sự phát sinh lên tội khổ này. Từ nay ta còn khỏe chân đi được thì ta sẽ đi đến đứng trước cửa nhà mà thọ bát. Nói rồi, Trường Lão Thích Xa giữ hăng đầu đà bằng bài kệ: bạch cho tiên mu ni nô phan tân thù cân thù cân phù lê phù lê vĩnh đi ca gia cha rê sa tí anh thi chân ca ba lăng. Mà cơm đã nấu để cho người tịnh sĩ mỗi ngày.
ngày kia thì bình bất thực vì chúng ta có sức khỏe. Sau khi người đầu đạt tiên hình thức đi khất thực trưởng lão sẽ nhập vào thỉnh tâm của ta về thiên giới trưởng lão thích xa. Các vị thị thương hãy đức Phật vĩnh giới tái sanh của nhân vật trên đây và đức Phật đáp này các vị theo một số đi bay vào với nhân giới một số đi nhân cùng các bậc phú lậu thì niết bàn vô dư. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 126. Câu Phật ngôn 126 xin được xin lập lại. Nhóc hấp mê kề ốc phát thành tí nê ra dân bà bắt cầm bí nô sắc trần xú gá tí nô dành tí phá rí nếp bành tí an à sao hòa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì có rất nhiều vị thị khưu chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả tu đạo vờ. Duyên sự này cho chúng ta thấy, nói thật thì e phạm sát sanh. Nhẫn từ trưởng lão cứ làm tin, chủ nhà sợ mất kim cương quý, cha khảo nhà sư chẳng niệm tình, ghiềm chế sư liền được giải quan. Nhưng tâm nhàm chán việc trần gian, từ nay nguyện xa gia chủ khẩu pháp đầu đà đến niết bàn. Trong danh sự câu Phật ngôn này thì quý vị thấy đã thấy rồi nhưng mà không chịu nói. Trong khi đó con ổng nó chết mới chịu nói. Một sự việc mà chúng ta thấy trong cái sự thân cận vì đi khất thực suốt cái nhà này 12 năm trời ha. 12 năm trong gia đình thì có hai người này giống như con như cháu và có một cái sự thân cận gần gũi như vậy để rồi hữu sự gặp chuyện rồi mới thấy rằng cái tình người nghi ngờ lẫn nhau và thấy sự tôn kính. Bác quý sư này đập cho thấy nỗi máu me đầy người. Rồi con ngỗng nó thấy máu nó tới nó liếm vào cái máu đó thì sẵn sự tức giận chủ nhà đá một đá kích nhắc. Khi mà con ngỗng bị đá nằm đó thì cái vị sư này cái vị sư này mới nhìn con ngỗng mới hỏi chủ nhà ngỗng chết chưa. Thì chủ nhà tức giận mà ông mà không khai ra cái tội ăn cắp thì ông cũng chết như con ngỗng này. Khi nghe chủ nhà nói con ngỗng chết thì khi đó vị sư Thích Xá này mới nói nếu con ngỗng không chết thì tôi không nói, nhưng mà con ngỗng chết rồi thì tôi nói cho ông biết rằng con ngỗng nó đã nuốt viên ngọc. Thì ông chủ nhà mở bổ con ngỗng ra thấy cái viên ngọc. Và sự việc ở đây để cho chúng ta thấy rằng vị này giữ giới rất là trong sạch. Nói ra thì con ngỗng chết, mà bây giờ con ngỗng chết mới nói ra, mà ngỗng chết nói ra thì con người của mình cũng te tua máu me đầy người hết rồi, mọc mình mọc mẩy. Cho nên khi mà khám phá ra sự thật, cái người chủ nhà đã xin sám hối vị sư này. Biết vị này giữ giới trong sạch, không có lấy cắp viên ngọc, thỉnh ngài Thích Xá ở lại
để bác thường xuyên. Nhưng mà ngài bị một vố đau quá, và chính cái sự hành hạ đánh đập này mà ngài mang trọng lượng, và cái sự việc trước mắt ngài đã từ chối không đến nhà này nữa, mà với đôi chân của mình còn mạnh khỏe đi được nhà nào hay nhà đó, đứng trước nhà chứ không có vô nhà nữa, bởi vì thân cận nhà này 12 năm trời mới suýt chết như vậy đó. Thì bây giờ ôn bác đi khắc thực trước mỗi cửa nhà, ai có để gì đó thì để ha, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, thọ hành đồng đà, đi khắc thực ăn cùng ba. Và sức khỏe của ngài cũng giảm do bị đánh đập. Không bao lâu ngài chứng đắc thánh quả A La Hán và nhập vô dư niết bàn. Thì trong câu chuyện này chúng ta thấy hạnh nghiệp và ác nghiệp của mỗi người, người thì đi lên, người thì đi xuống. Một số sinh vào hai bào này, hai bào. Một số thì đi xuống địa ngục, một số lên cõi trời. Còn các vị không còn đạo hoặc thì chứng đắc thánh quả niết bàn, nhập niết bàn. Rồi hôm nay có một số các vị vào trễ nhưng mà chấp nhận thôi, bởi vì hôm nay chúng ta có công việc ở chùa ha. Xin phép quý vị được nghỉ sớm ha. Quý vị đã thắc mắc cái câu Phật ngôn này thì có thể qua học xong cái phẩm ác thì chúng ta sẽ ôn lại, chúng ta sẽ ôn lại nha. Như vậy thì sự thắc mắc chúng ta sẽ triển khai sau khi chúng ta ôn lại câu Phật ngôn 126. Bây giờ thì xin phép quý vị ha. Chúng ta có công việc phải đóng room. Hay là quý vị coi như cứ sinh hoạt rồi tới giờ đóng room, nhờ Hồng Nhật hay là Ngài Quán Không đóng room. Thì bây giờ ý kiến quý vị sao? Thường thường chúng ta sinh hoạt tới 6 giờ rưỡi là nghỉ, bây giờ mới 5 giờ 54 phút, còn hơn nửa tiếng nữa. Ý kiến của quý vị sao? Chúng tôi phải có công việc rồi. Bây giờ bán cái lại cho Tương Tự Quán Không ha. Tương Tự Quán Không đồng ý không? Alo, Tương Tự Quán Không đồng ý. Cô Tôn Nữ Tự Gian có ý kiến hả? Xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính lễ chí lễ Ngài Ký Đức, Ngài Quán Không, Thầy Chương Tịnh và Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Hồng Mai và Pháp Nguồn Lào Cai đã cho biết Ngài rõ. Bạch Ngài, con có ý kiến như thế này. Tại vì thường thường là sau giờ rưỡi ngài mới đóng khép room lại, thì thời gian này ngài bận công việc, thì con có một ý kiến nhỏ nhỏ, không phải riêng ngày này mà tất cả những ngày sau, có nghĩa là ngày nào học thì có người đến trước và có người đến sau. Người trước thì đã đọc bài trước, người sau thì ngài cũng phải linh động cho cái người sau người ta đọc chứ. Hãy tới giờ cái là ngài đóng cửa là sao? Có ai giận không? Dạ, con xin phép ngài. Bây giờ con thấy có rất là nhiều người trong room đã đến sau, thì con chỉ có ý kiến nhỏ nhỏ và con cũng xin phép là đọc bài. Rồi con thấy là dạ đúng rồi, dạ cảm ơn Đạo Cai. Không phải riêng ngày này mà thường thường mấy ngày trước á, hôm nay là con xin phép ngài, là con mới vào là ngài
nói thôi bây giờ không ai đưa tay, mình định đưa tay thì là ngài đã đóng rồi, lấy cái gì mà đưa. Thì bây giờ hôm nay thì con xin có một cái ý kiến nho nhỏ là tới giờ ngài đi công việc, đi cái tăng hay là nói chung là đại khái là ngài tới công việc của ngài 5 giờ rưỡi gì, ngài cứ để ở trong lớp sinh hoạt đi. Thì tới giờ thì không ai đóng thì tự rồi râm hết, mỗi người mỗi việc hết chứ. Họ cũng đâu có ở trên râm này hoài được. Vì cơ tự nhiên là dạ, tự nhiên không dám hứa, nhưng mà là lúc nào mà tự nhiên cứ vào râm được thì tự nhiên tranh thủ cũng đọc bài. Rồi thật ra thì cái room của mình á, này Giang Nhật Hà cũng mới vào phải không? Nhân Giang Hà có đọc bài chưa? Và bây giờ thì tự nhiên xin đọc bài. Rồi nếu mà có thể mình chia sẻ cái bài pháp cú hôm nay, chạy đâu mất tiêu rồi nữa. Dạ, cảm ơn Như Quang. Nè, câu pháp cú số 126. Dạ, thường tọa quán không, có thể chia sẻ. Bây giờ con xin đọc bài xong rồi ngài có thể chia sẻ về câu pháp cú số 126. Bởi vì con thấy trong cái đạo tràng của mình có cũng 3-4 vị thượng tọa quán không nè, thầy Chân Tịnh và đại đức Tuệ Đức. Có thể mình triển khai câu Phật ngôn lúc này để mình chia sẻ còn lại nửa tiếng nữa lận. Mấy cái việc này thật ra là tự nhiên không biết, chứ tự nhiên biết thì tự nhiên làm khỏe thôi, ít nhất cũng phải học qua chứ. Tự nhiên mấy cái uy tín này thì tự nhiên đâu có biết đâu, chứ còn mà mở với lại đóng thì đâu có cái gì đâu mà khó. Đối với người mà học, nếu mình muốn mà học Phật pháp thì không có gì mà khó hết, chỉ đóng với mở thôi, đâu có gì khó đâu, nhưng mà mình phải học qua. Vậy thì trong room hiện giờ còn rất là nhiều người, thôi bây giờ tự nhiên xin đọc đi ha. Rồi kính thỉnh thường tọa quán không, ngài có thể lên chia sẻ câu Phật ngôn này cho đến hết giờ. Theo ý của tự nhiên là như vậy. Không biết là chắc chắn là trong trong room của mình thì có những người muốn học. À, từ từ chứ, đáng lẽ là ngày đóng rồi, ngày đóng rơm rồi, nhưng mà tự nhiên có một ý kiến nho nhỏ thì cho tự nhiên nói chút chứ làm gì hối vậy, đúng không? Rồi thôi bây giờ tự nhiên đọc nè. Gáp pha mê kê úp bát chàn tí ni ra dằn bà bác cầm mi nô sắc sắc gần su gatino yan ti parinip ban ti anna sawa. Rồi bây giờ bữa nay có phần tích thượng mấy cái gì đầu ca vui quá à. Bây giờ là tự nhiên xin đọc xong rồi tự nhiên xin kệ đấy ha, tại vì vô sao cũng chủ yếu là duy trì cái râm để đúng giờ rồi mình nghỉ, chứ phí thời gian cũng rất là uổng. Và bây giờ tỷ dân xin kể ạ. Kapa me ke upa chanti Nira yang ba ba kamino Sangkang suga tino yanti
Bà rì ni bàn tì a na sa wà. Đà phà mê kê u bà chàn tì ni ra a yàng bà a kàm bì nô. Sạc căng su gà tì nô yàn tì bà rì ni bàn tì a na sa wà. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, dạ, bây giờ con kính thỉnh Thượng Tọa Quán Không, Ngài có thể chia sẻ câu Pháp Cú Kinh số 126. Phân tích nữa hả? Ồ, vậy bây giờ thì Duyên phân tích nha. Rồi kéo xuống phân tích. Gáp, trường âm nhấn. Phá, đoạn âm. Mê, kê, trường âm thông thường. Úp, trường âm nhấn. Phát, trường âm nhấn. Chan, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Ní, ra, hai đoạn âm. Văn, trường âm giọng nguyên âm. Ba, trường âm thông thường. Bá, đoạn âm. Căm, trường âm nhấn. Mí, đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Đoạn 3 và 4. Sắc, trường âm nhấn. Găng, trường âm giọng nguyên âm. Xú, gá, tí, ba đoạn âm. Nô, trường âm thông thường. Cha, gian, trường âm nhấn. Tí, đoạn âm. Bá, rí, hai đoạn âm. Níp, trường âm nhấn. Pan, trường âm nhấn. Tí, á, hai đoạn âm. Na, trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Qua, trường âm thông thường. Gấp phá mê kê úp bát dàn tí ni ra dàn bà bát cầm mi nô. Sát găng su gá tí nô dàn tí bát ra nếp bàn tí áo. Sát găng su gá tí nô dàn tí bát ra nếp bàn tí áo. Anh là xa hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, Tự Nhiên đã đọc xong và phân tích xong. Dạ, bây giờ sao? Lại còn vị nào chưa đọc? Giang Nhật Hạ có đọc chưa? Vị nào vào sao? Có thể đọc bài. Bây giờ nếu không có ai đọc bài thì Tự Nhiên xin kính thỉnh Thượng Tọa Quán Không có trước máy không ạ? Cho con xin một tín hiệu. Còn nếu không thì con kính thỉnh Thầy Chân Tịnh. Thầy Chân Tịnh có trước máy không ạ? Thầy Chân Tịnh có trước máy, cho con xin một tín hiệu để chia sẻ và có thể triển khai câu Phật ngôn số 126. Có luôn. Đại Đức Từ Đức có trúng máy không ạ? Alo. 1, không một tiếng trả lời, không một người lai ảnh. Như vậy có một mình nói. Vậy chắc có Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, kính mời Pháp Nguồn Lào Cai. Tự nhiên tưởng nó không có một gọi là không có một tiếng trả lời, không một có tín hiệu. Dạ, bây giờ đã có tín hiệu rồi. Dạ, kính mời Pháp Nguồn Lào Cai ạ.
Dạ, con xin phép được đọc lại bài ấy, nhưng mà con bị con vào lại bây giờ nó trôi bài đi đâu rồi. Bây giờ cô Quang Cần có ở đấy không ạ? Cho con xin bài. Đọc lại, đọc đi đọc lại đi cho nó quen đấy ạ. Bởi vì là con đọc cũng kém mà thời gian thì còn nhiều. À, rồi, con cảm ơn Quang Khanh. Dạ. Con xin được đọc lại nha. Mỗi người cứ lên đọc lại đi cho nó thành thạo cái bài này. Còn phân tích thì để lần sau Ngài Chi Đức phân tích. Vì là nếu không ai phân tích thì cũng không hiểu được bài này đâu ạ. Con cũng nghĩ vậy. Cho nên cứ đọc ôn được khoảng 20 phút nữa đấy ạ mọi người ạ. Đã cho con xin phép con được đọc lại bài 126 ha. Ban nãy con cũng phân tích sai mất hai câu ấy. Cảm ơn Huynh Giang Nhật Hà đã chỉ lại cho con. Con xin phép ạ. Gặp pha mê kê úp bách chan tin ni ya yang pa pa cầm mi nô sắc gần su ga tin nô yan ti pa ri ni bàn ti a ti an na sắc qua. Đó, cái đoạn này là con đọc nó hay bị nhầm. Gặp pa mê kê u bách chăn ti ni ya yang ba cầm mi nô sắc gầm su ga ti nô yan ti pa ri ni bàn ti a na sa qua. Con xin được phân tích câu 1 và câu 2. Gấp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, kê là trường âm thông thường, úp là trường âm nhấn, bách là trường âm nhấn, chan là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ní là đoạn âm, rá là đoạn âm, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Gấp pa mê kê úp bách chàn ti ni ya yang ba bác cầm mi nộ. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sắc gầm su ga ti nộ yàn ti pa ri nip bàn ti an na sắc hoa. Sắc là trường âm nhấn. Gầm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú là đoạn âm. Gá là đoạn âm. Tí là đoạn âm. Nô là trường âm thông thường, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, bá là đoạn âm, rí là đoạn âm, níp là trường âm thông thường, ban là níp là trường âm nhấn, ban là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Gặp pa mê kê u bách chàn ti ni ya yang pa pa cầm mi nô sắc gầm su ga ti nô yan ti pa ri nip bàn ti an na sa qua. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng nip bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép được kể ạ. Gặp bạn mê kê u bạch chán ti ni ya yam pa pa cam mi no sắc gắn su ga ti no yan ti pa ri ni pan ti a na sa qua. Gặp bạn mê kê u bạch chán ti nip ra
ni ra yang pa pa cam mi no sắc căng su ga ti no yan ti parinipan ti anasa hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kể xong, có gì sai xin đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. À, đọc đi đọc lại mà cứ trục trặc. Dạ, con xin mời một vị khác đọc đi cho quen. Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật, con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô phụ nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con cũng chưa có đọc. Thì sáng sớm mà 3:30 thì con đã bận công việc rồi, ít cái khi vô cầm mic được lắm ạ. Dạ, giờ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 126. Gặp phạm mê kê ấp bát chàn ti ni ra dạng bà bác cầm mi nô sạc gàng su gà ti nô dành ti ba đi nít bàn ti an nà sa hòa. Gặp phạm mê kê ấp bát chàn ti ni ra dạng bà bác cầm mi nô sạc gàng su gà ti nôn ti ba di nip bàn ti an na sa hòa. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Gấp trường âm nhấn, phá đoạn âm, mê kê hai trường âm thông thường. Úp bát chan là ba trường âm nhấn, tí ní rá là ba đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, căm trường âm nhấn, mí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Gấp pha mê kê úp bát chan tí ni ra dằn bà bát cầm mi nô. Còn dạ, con phân tích câu 3, câu 4. Sắc, sắc trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số gá tí ba đoạn âm, nô trường âm thông thường, danh trường âm nhấn, tí bá rí ba đoạn âm, nếp bàn hai trường âm nhấn, tí á hai đoạn âm, na trường âm thông thường, xá đoạn âm, qua trường âm thông thường. Sắc gành sugatino dành tí ba đi nếp bàn tí á na sa hòa. Và con đọc lại nguyên bài. Gấp pha mê kê ấp bát chan ti ni ra dằng bà bát cầm mi nô sắc gần su ga ti nô dành ti ba di nip bàn ti an na sa hòa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Gấp pha mê kê bạp gấp pha mê kê bát chan tì ni ra dăng ba ba cầm mi nô sẵn găng su ga tì nô dành tì ba tì ni bánh tì a na sa hòa. Dạ, con đọc phân tích và kể xong, có chỗ nào sai con xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho ạ. Dạ, con xin chấm lại cho đạo tràng ạ. Xin mời vị tiếp theo.
Dạ, xin mời ai chưa đọc, đọc đi, và đã đọc rồi thì nên ôn lại đi ạ. Dạ, cho con xin kể lại một lần nữa. Khoảng trống thời gian hơi rộng, con xin được kể lại một lần nữa. Còn mọi người giơ tay đi nhá, để con kể ngắn đoạn này thôi, xong rồi thì mọi người giơ tay lên để cùng nhau đọc. Dạ. Gặp bà mê kê ủ bạch chán tí ni ya yang pa pa cam mi no sắc căng su ga ti no yan ti pa ri ni ban ti a na sa hoa. Gặp ba mê kê u bạch chán tí ni ya yang pa pa cam mi no sắc găng su ga ti no yan ti pa ri ni ban ti a na sa hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời vô lậu chứng niết bàn. Bà Thượng Thích Minh Châu, dạ con xin được xuống mic mời một vị khác lên ôn bài đi. Dạ. Dạ, sơ thú lành thay, cảm ơn Lào Cai. Tại vì tự nhiên cũng không thấy vị nào đưa tay. Cảm ơn Hạnh Vi Diệu Pháp đã bắt bài. Thì còn chỉ có 10 phút nữa thôi, mình cố gắng duy trì để cái room mình ôn tiếp hỉ. Dạ, thì để từ từ, tự nhiên nói về lời cái đã. Quang Thanh có đọc chưa? Tại vì tự nhiên vô sao cho nên không biết, là thấy Quang Thanh cũng có nghe tín hiệu rõ nè. Quang Thanh có đọc chưa? Quang Thanh có thể đọc tiếp lại lần nữa không? Cô chia sẻ hả? À cũng được, vì còn có 10 phút. Quang Thanh đọc đi, bắt đầu Quang Thanh chưa đọc thì Quang Thanh cho tự nhiên biết tín hiệu đi, rồi tự nhiên xuống mic nha. Tại vì hôm nay tự nhiên vào sao cho nên cũng không biết, lẽ ra là gì pháp đọc à gì đây, xin mời cái gì đó, Hạnh Vi Diệu Pháp đọc rồi đọc lại hả? Tại vì để tự nhiên xin có Tina, mình tranh thủ đi, gần hết giờ rồi, bây giờ tự nhiên xin mất nha. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngày quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 126. Kappa me ke upacchanti nirayam pabakammino sakkam sukatino yanti parinibbanti anasawa. Kappa me ke upacchanti nirayam pabakammino sakkam sukato tino yanti parinibbanti anasawa. Con xin phân tích cấp trường âm nhấn phá đoạn âm mê kê, hai trường âm thông thường, úp trường âm nhấn, bát trường âm nhấn, chanh trường âm nhấn, tí. Tí đoạn âm, ní, rá, hai đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, căm trường âm nhấn, mí đoạn âm, nô trường âm thông thường, sắc trường âm nhấn, găng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xuống cá tí ba đoạn âm, nô trường âm thông thường, danh trường âm đoạn âm, phá lý hai đoạn âm, níp trường âm nhấn, ban trường âm nhấn, tí đoạn âm, á đoạn âm, na trường âm thông thường, xã đoạn âm, qua trường âm thông thường. Con xin phép đọc lại, tại vì
không thấy màn hình rõ. Cấp ca mê kê úp bát chăn tí ni ra dăng và ba cầm mi nô sắc căng su gát tí nô dăng tí pha ri nếp bàn tí á na sá hoa. Một số sinh bào thai, kẻ ác sinh địa ngục, người thiện lên cõi vô lậu chứng niết bàn của hòa thượng Thích Minh Châu. Gam pha mê kê u ban chan ti ni ra yang pa pa kam mi nu sa gam su ka ti nu yan ti pa rin ban ti ana sa wa. Gam pha mê kê u ban chan ti ni ra yang pa pa kam mi nu sang gắng xuống ca thì nô nhân ti pa rin nim pan ti a na sa wa. Dạ con đã đọc xong, con xin sám hối con vô trễ. Con kính tri ân ngài và đạo tràng, có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng, và cảm ơn cô tự duyên để cho con biết được tín hiệu. Cảm ơn các buổi Lào Cai. Kính lễ ngài Trí Đức và đại đức Tuệ Đức và thầy Thích Sơn Tịnh và thượng tọa Quán Không. Con kính lễ quý sư trong đạo tràng. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp, tu nữ Phúc Hạnh. Và con đọc bài rồi, nhưng mà thấy mà đọc lại thì con xin phép được đọc lại. Xin in con phần bài. Dạ, con xin đọc bài câu pháp cú 126. Gặp pha mê kê u bách chàn ti ni ra rằng bà ba cầm mi nô sắc găng su gà ti nô ràn ti ba ri ni đà ri ni bàn ti Anasawa gặp pha mê kê u bách chàn ti ni ra rằng bà cầm mi nô sắc găng su ga ti nô rằng ti ba ri ni bàn ti Anasawa. Gặp là trường âm nhấn, phá là đoạn âm, mê kê là hai trường âm thường, úp là trường âm nhấn, bách là trường âm nhấn, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tí ní rá là ba đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, căm là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, sắc là trường âm nhấn, găng là trường âm giọng âm, xú, gá, tí là ba đoạn âm, nô là trường âm thông thường, gan là trường âm nhấn, tí, bá, rí là ba đoạn âm, níp là trường âm nhấn, ban là trường âm nhấn, tí, á là hai đoạn âm, na là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Gặp pha mà kê u bách chàn ti ni ra rằng bà ba cầm mi nô sắc găng su ga ti nô ràn ti ba ri ni ba ba ri ni ba ri ni bàn ti a na sa hoa. Một số sinh bào thai, kẻ khác sinh địa ngục, người thiện lên cõi trời vô lậu chứng niết bàn. Đấy của bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Gặp pha mê kê u bách chan tê ni răng ni ra răng ba ba cam mi nô sắc găng su ga ti nô chan gian tê ba ri nay ban ti a sa qua.
gặp pha mê kê u bách chan ti ni răng găng ba bà căm mi nô sạc găng su ga ti nô ran ti ba ri ni pan ti a na qua. Là con đã đọc xong, con có sai, mong quý ngài và quý sư sửa. Cũng vừa hết giờ và cảm ơn ai. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả. Dạ, đã đến hết giờ, con xin tập phần hồi hướng là chúng ta sẽ đóng cửa rung mặt. Dạ, Đề Quá Tà Sàm Tí Vi Hà Rá Hoa Sĩ Nì Phụ Bê Khá Rê Bố Thị Khá Rê Tà Hình Tà Hình Tà Thầm Ma Đà Nê Na Phá Hoàng Thu Phụ Chí Tà Sắp Thình Cá Rôn Tê Thá Vi Hà Rá Măng Đà Lê Thế Ra Chá Mách Chà na wa ka cha tích kha vô sa la ni ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na phu ta su ki ta pha wan tu te cha la bu cha ye ti cha an da sam pa wa sam se da cha ta a pha vô pa pa ti ka ni ya ni căng tham ma wa rang pa tích chất đề sắp đề biết đúc khát sắc ca rộng tu sẵn khá dặn thà tu chi rằng sắp tăng thầm mô thầm mắt phá rạp cha phúc gà la sẵn phô hồ tu sa mắc gồ quá áp thà giá cháy tà giá chá âm hề ra khá tu sắp thầm mô sắp đề biết thầm mắt chà ri nô vút thình xâm phá phú này ya má thầm na ri dắp ba về đi tề. Nam mô Bụt Thầy Giả. Lần nữa chúng con kính dâng quả phước này đến trong buổi học ngày hôm nay đối với các chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý vị hoan hỷ tùy nghị độ gia pháp, Đức Phật Cô Tá Má được bền vững, và cũng xin dâng quả phước này đến trợ duyên cho quý ngài an vui trong phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị, quý em đạo hữu đã vào đạo tràng thuyết pháp, thảo luận học pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc sư trí đức thuyết giảng kinh pháp cú. Con xin thay mặt ban điều hành trong Phật giáo Nam truyền thành kính tảnh lễ chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị đạo hữu, ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3 giờ sáng giờ Việt Nam, từ đến 6:30. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con kính thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa trong thành kính tỉnh lễ tri ân quý ngài, cảm ơn tất cả đạo tràng và anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rung Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính chúc quý ngài và quý vị đạo hữu được an vui chuyển hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Cô Tá Má. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Khai Giả.